Chào các bác, trong video clip hôm nay em sẽ lên sóng và quay cũng như là test chất âm cho các bác một cái cặp loa siêu phẩm. Em này là một cặp loa siêu phẩm chân dài Infinity Kappa 8.2 Series 2. Series 2 thì là phiên bản nâng cấp của Series trơn. 8.2i Series trơn thì sản xuất vào những năm 1992, còn 8.2i Series 2 thì sản xuất vào những năm 1995. Với cái chất lượng âm thanh nó sẽ cải tiến một chút. Dòng này thì thiết kế rất là đẹp, sang trọng. Các bác nào đang có nhu cầu cần tìm một cái cặp loa cây cột với cái vóc dáng đẹp, sang trọng và hiện đại, và thì các bác có thể lựa chọn ngay cặp này ở cái mức giá tiền cũng rất là bình dân thôi, hợp lý. Thiết kế nó to, cao, nặng, khổ với cấu hình 4 đường tiếng, 4 loa trên một thùng. Tấm lưới căng thì em đã để ở ngoài cho các bác chúng ta cùng xem. Lưới căng thì có cái lưới vải màu đen, bên trong khung xương bằng nhựa zin, và phía dưới thì có logo của Infinity thưa các bác. Về cái kích thước tổng thể, cặp này thì toàn bộ là thùng vỏ được làm bằng gỗ sồi màu vàng, thùng gỗ thịt luôn. Đấy, trên nóc rồi đằng trước đằng sau, đấy, mặt trên mặt dưới đều là gỗ thịt luôn các bác nhé. Kích thước tổng thể em này là cao 1m23, rộng 42,5cm và sâu là 31cm, với cân nặng là 70kg cho cả cặp. Mỗi bên thùng là 30kg thưa các bác. Thiết kế rất là đẹp, to cao và hầm hố. Cấu hình thì chúng ta sẽ có 4 loa trên một thùng được xếp theo cái vị trí thẳng hàng. Một cái loa bass có đường kính là 30, sử dụng màn carbon. Một cái loa trung trầm 18cm, một loa trung cao polydom, và một cái loa chép chép mảnh, chép điện của Infinity dòng chép Emit-R rất là cao cấp. Về cái giá xuất xưởng của cặp này cũng khá là cao, tại cái thời điểm đó thì nó rơi vào khoảng gần 3.000 đô cho cái cặp loa Kappa 8.2 Series 2. Đấy, quy đổi ra tiền Việt Nam thì nó cũng rất là khủng khiếp luôn. Mời các bác chúng ta cùng xem. Hôm nay thì bên em có về đấu về được một em hàng mạng đẹp xuất sắc luôn. Em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. Đây là cái tấm lưới căng. Đấy, còn rất là đẹp. Bên trong thì cái khung nhựa là zin. Đấy, và cái lưới vải đấy, màu đen. Nếu mà lắp vào thì nó sẽ để lộ ra cái phần gỗ ở hai bên. Một cái thiết kế khá là thông minh, nó sẽ không bị che hết cái phần loa đi, và nó sẽ ôm vào thùng như thế này. Đấy, các bác trông rất là đẹp và sang trọng phải không ạ? Hôm qua thì em có lên cái cặp 7.2 đấy, Series 2, và cặp này thì 8.2, nó sẽ to hơn. Đấy, các bác nhìn cái phần trên nóc nhá, thùng vách góc cạnh còn rất là đẹp. Đấy, vuông thùng sắc cạnh nó không cấn móc, cũng không bể lập. Cái thiết kế hai bên của nó bom bê, và nó được gắn những cái đường sống, đường gân dập nồi bằng gỗ thịt đây, những cái thanh gỗ đây, tạo nên cái vẻ cứng cáp và cơ bắp cho cái cặp loa. Góc cạnh còn rất đẹp, không một chút sứt mẻ nào. Phía dưới thì còn nguyên cả cái phần chân gỗ ở phía dưới. Đấy, phần mặt loa đây rất là đẹp và rất là sắc nét luôn thưa các bác. Đấy, rất là sắc nét luôn. Thì mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát kỹ hơn về cái cấu hình tuyến loa của cái cặp loa này. Đấy, em mời các bác chúng ta cùng xem. Với cái cấu hình là một cái loa bass có đường kính là 30. Em này thì ra đời vào những năm 1995, và bên kia người ta rất là ít dùng, cho nên là cái gân còn zin theo loa, chưa phải thay thế. Gân này còn rất là mềm, đánh tiếng cực kỳ là tốt luôn. Và cái bass rất đẹp, mà carbon vân trải tia, cái rốn loa họ làm lõm vào trong. Đấy, nó sẽ không bị bẹt. Đấy, không bị bẹt như các cái dòng khác. Và gân còn zin, đánh tiếng rất là mềm. Còn cái loa trung trầm này 18 thì nó lại sử dụng cái gân cao su zin. Đấy, đấy, cái màng nó rất là đẹp, còn những đường vân trải tia. Đấy, một cái cặp loa đẹp xuất sắc luôn nhá. Cầm này đẹp không tì vết luôn. Và những cái con ốc này còn nguyên. Đấy, còn nguyên bản, chưa tháo khỏi khối thùng. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là sắc nét luôn. Tất cả các chi tiết. Dòng chép này là trong chép cao cấp nhất nhá. Emit-R, đấy, ký hiệu của dòng Series 2 luôn. Mời các bác tiếp tục quan sát phần thùng loa bên này. Đây, thùng vách góc cạnh của em nó thì quá đẹp luôn. Đấy, bom bê đây. Đấy, vuông thùng sắc cạnh. Và cặp này thì nó zin nguyên bản và nó mộc 100%,
không có bất cứ một spa hay tút tát nào. Đấy, rất là đẹp. Tiếng loa này xuất sắc luôn, xuất sắc luôn từ các bác, tất cả các chi tiết này. Đấy, cái cặp loa còn mới mà các bác phải nhìn vào những cái chi tiết, cái gân, cái màng, rồi những cái con ốc nó phải còn đẹp. Đấy, cái tiếng loa bass đây căng mọng luôn, gân còn zin và gân này rất là mềm. Đấy, căng quá xuất sắc. Cặp này thì tiếng của nó cực kỳ là tốt, khả năng của nó là chơi đa năng các cái thể loại nhạc và cực kỳ là dễ ghép âm linh. Giá của em này là 26.800.000 đồng. Đấy, dòng CD2 này, cặp 38 này em có một cặp duy nhất thôi, 8.2 có một cặp duy nhất. Các bác có nhu cầu alo cho em. Số máy là 0983586968. Địa chỉ bên em là tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đấy, giao hàng toàn quốc và giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Mời các bác chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc thể hiện trên cái cặp loa này. Mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau nghe một cái đoạn nhạc thể hiện trên cái cặp loa này. Bát nó đánh rất là nặng các bác nhá. Bát đánh như bom luôn. Các bác để ý cái phần trống á, trống này nó đánh như trống trường luôn. Với cái bát 30. Quên chưa quay, lát nữa em sẽ quay cho các bác xem phía sau. Thank you.
mở lớn một chút thì cái tiếng bass của nó thì nó đánh phải nói là tức ngực luôn. 26.800.000 đồng cho một cặp chơi đa năng luôn. Tiếng cực kỳ là tốt.
clip này hơi dài và em cũng xin kết thúc. Cặp loa có mức giá 26.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em, duy nhất một cặp thôi. Shop bên em với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác.